Anh nhìn đi, có nhận ra nó hay không? Chắc là anh không ngờ mình đã làm rơi nó khi sát hại chị Nụ ở ngôi nhà quan chứ gì. Cậu ba, cậu ba, cậu ba, cậu làm gì vậy? Cậu ba, cậu ba, tôi xin cậu đó, cậu đừng làm vậy mà. Cậu ba, cậu làm gì vậy? Cậu ba, cậu buông tôi ra đi mà. Buông tôi ra đi mà. Nè, cô tưởng tôi thích cô hả? Tôi chỉ muốn thử xem cô có cái gì hay ho, mà anh hai tôi lại muốn chiếm đoạt cô. Còn thằng Tư, vì cô mà bỏ ngoài tai lời khuyên răn của gia đình. Hả? Cô có tài giỏi gì? Cho tôi coi thử coi. Sao? Ngoài tai biết dỗ ngọt đàn ông, cô còn biết mừng gì nữa không? Cậu ba, xin cậu đừng có hiểu lầm như vậy. Con không có dụ dỗ ai hết. Con xin cậu đó cậu ba, con xin cậu đó. Chứ không phải cô muốn ăn sung mặc sướng, muốn thay danh đổi phận để lên làm mợ hay sao? Tôi ghét nhất là hạng đàn bà lẳng lơ, chắc nết, đem thân xác của mình để đánh đổi lấy tiền bạc, danh vọng, liệu hồn cô đó. Chỉ cần tìm thêm nhân chứng thì anh đừng hòng thoát tội. Việc này nó rơi ở nhà quan sao? Anh sợ rồi sao? Anh đang hối tiếc vì đã làm rơi nó sao? Có lẽ nhờ trời xui đất khiến, cho nên là tôi mới nhặt được vật này để làm bằng chứng kết tội anh. Anh hãy chờ đi. Anh hai à, đừng có cãi nhau nữa. Anh ba, hay là mình vào phòng học đi. Em biết cây này là cây gì không? Đừng dại đụng tới, là ngứa lắm đó. Ủa, cây này là cây gì mà ngứa gì em ba? Đây là cây mắt mèo. Ấy Nhi à, tôi khẳng định với cô một điều, cây vật mà cô đang cầm nó không phải là của tôi. Tôi chắc chắn biết được chủ của nó là ai, nhưng tôi cần phải xác minh thêm. Ái Nhi, tôi nhờ cô một việc, cô hãy nhắn với Phú Điền vào đây gặp tôi gấp. Còn một việc nữa, đứa con trong bụng tôi, anh cũng đừng quá sốt sắng, lo lắng làm gì. Cứ xem như là nó chưa hề có. Ái Nhi, cô nói vậy là sao hả? Anh thực sự mong là có đứa con này sao? Hay là anh mong vào phần gia sản khi có đứa con này? Nó chỉ là vật để anh có thể chiếm lấy của cải và uy quyền trong nhà họ Trương mà thôi. Tôi nhất định là không để cho anh toại nguyện đâu. Tôi đã bỏ nó rồi. Cô vừa nói cái gì? Có phải cô đang giận nên cô nói lẫy đúng không? Anh không nghe rõ sao? Tôi không thể nào để nó sinh ra đời với một người cha đầy tội ác chất chồng như anh. Thà là nó chết đi còn hơn sống để nó nhận lãnh cái nghiệp mà cha nó đã tạo ra. Ta muốn gặp quan huyện. Nè, cho ta gặp quan huyện. Ta có chuyện cần bàn với ông ấy. Cho ta gặp quan huyện nhanh lên. Quan huyện! Tôi đã suy nghĩ kỹ và muốn cùng ngài thương lượng. Những gì ngài đưa ra tôi cũng có thể chấp thuận, nhưng tôi cần phải về nhà
thưa chuyện cùng với mọi người. Bởi vì gia sản này là của cha tôi để lại, nên nếu có gì thay đổi thì phải được cả nhà đồng thuận. Chứ chỉ mình tôi không thể nào giải quyết được chuyện gì. Như vậy là ngươi đã có ý định hợp tác với ta sao? Ngươi không sợ ta thôn tính gia sản và cơ ngơi của ngươi sao? Tôi nghĩ nếu có ngài hậu thuẫn và cùng khai thác thì cơ ngơi này sẽ vững chắc hơn. Có điều tôi cần phải về nhà để... Không cần điều đó nữa. Tuy tôi là người trực tiếp cai quản cơ ngơi, nhưng những gì liên quan đến gia sản tôi cần phải hỏi ý kiến của mọi người. Ta nói không cần là vì không cần ngươi đồng ý, ta vẫn có thể hợp tác với nhà họ Trương như ý muốn của ta. Ngươi bây giờ là kẻ thừa thãi và không còn giá trị nữa. Ta cũng không cần giữ ngươi ở lại đây nữa để dụ dỗ làm gì. Nay mai ngươi sẽ bị lưu đày ở nơi xa theo đúng tội trạng của nhà ngươi. Ha 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 ha.